chụp xuống bộ máy bông bồn từ ngọc này bà chỉ riêng cho mỗi những video tôi làm vì cả thời mà hộp khơi tham biên nhiều còn thầm mong mà hộp chỉ hồ hái bà miền bạc con ngao chúa miền tràn tung miền ấy phải xem chỉ chờ tại mà đó bà nông là thái đi bà ở đây trên mây bông bồn bà lụa phong với cho phong lụa hàng cái tay phong bà cứ như cam về nhập bồn ta một bồn bà hay mà sao mình mà ngày vì ngày này bạn thua video bằng hai bông bồn tôi làm để sao là bồn sàn trên mây bông bồn nơi bà này ok ở đây tôi sẽ nào đó nếu dân vừa chan tung đang sao chuột và con chuột phiêu tập ở kia ở con chó bông bông tập ở kia ơ khô đi hả rồi tay to mới lư rồi tay to mới lư tay mới giờ mau vừa lên tơ tắt ngay luôn ta chạy cái này chưa biết chiêu mà đi ăn tao vô. Không có xe hay tốc cao à? Ăn vô mà vô. Ê. Quá chứ trông. Đó vị à. Chị với tôi ăn thơ ban đã. Bây mì hờ biết bông bông cầm bóng mì hờ nhằm khoảng cây bông bông đạp con hay mà mày tắt vui rồi con mà dưỡng xong cường có nè hai
cơm. Ba lớn bạn. Cái bồn chùa sáp. Chăm tốt không? 70 này. Ô, đại đây là vậy đây. Mặt quá. Mặt quá. Mặt bốc quá này. Không đặt xa chỗ. Clear xinh xinh và thay này muốn clear cái đám bà lại yên việc trong chuyện phiêu thầy nhiên bà ông buồn thầy nhiên em chưa thầy nhiên tên đó mình thầy nhiên ông buồn thầy nhiên tiếp trong chuôn phiêu đó cái này vì thế em tập thể nhiên sẵn đồng bầy ao ấy đây bông bông là bầy ao bị cọ hay là bị thủ để hay về chứ u tôm phía ấy cái đàn bụng 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 đà slide cục giang một ôn là chết chua chân em tiết ấy có lang slide đây trời Oh, how?
mặt lấy hàng này chẳng mặt chẳng đặt ra chẳng ແຄ່ຕາລະເພິ່ນຕາລະຢ່າຕາລະຢ່າມັນຕ້ອງຕ້ອງໂດຍຈະສົມໃດຕໍາໃດຈະພລອກໂອເຄນະຕາພື້ນນັ້ນ